quả thật đúng là không sai phương trần trên mặt lộ ra mấy phần nhớ lại cùng suy tư thay thế ôn tú nội tâm siết chặt mà nghiêm hàm vân thì là ám buông lòng một hơi xem ra chính mình mang theo tràn ghét cùng phương trần chế tạo ra nhớ lại cuối cùng vẫn là có giá trị nhưng một giây sau phương trần đột nhiên hỏi với cái này bánh quế bao nhiêu tiền nghiêm hàm vân sững sờ có chút không biết phương trần câu nói này ý muốn như thế nào sau suy nghĩ hai lần về sau ôn nhu nói cùng nghị thúc mẫu lần thứ nhất dẫn ngươi đi ăn thời điểm giá cả một dạng nha Niêm vân phường bánh ngọt là dùng tu sĩ linh tài chế tác mà thành, chúng ta lúc ấy thế nhưng là dùng linh thạch mua đây. Ngươi còn nhớ do khi đó là bao nhiêu tiền không? Nghiêm Hàm Vân đem vấn đề vứt cho Phương Trần, liền là muốn cho hắn đi hồi ức khi còn bé khoái lạc ấm áp hình ảnh. Nhưng Phương Trần cự tuyệt Nghiêm Hàm Vân nhớ lại giết, cũng nói ra, nhờ đến, bất quá chỉ là 10 cái linh thạch thôi. Ha ha, ra sửa đồ vật. Nghiêm Hàm Vân, mà một bên Phương Cửu Thiên nghe được không chịu nổi, tức giận đến không được một khối bất quá làm cha ý điểm tâm bánh quế lại giá trị mười cái linh thạch đây đã là vô cùng đắt đỏ nhưng cái này phương trần vậy mà đem xưng là rác sưởi đây là cái gì hỗn trướng lời nói hắn xem như đã nhìn ra cái này phương trần nói rõ cũng là muốn nhục nhã nghiêm hàm vân a à. hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói xem ra trần nhi ngươi tại đạm nhiên tông qua được vô cùng tốt à chắc hẳn hiện tại cũng là ngày ngày sơn hào hải vị mỹ vị a à. cái kia thật đúng là để cho ta cái này làm nhị thuốc cực kỳ hâm mộ đây hắn vừa nói xong nghiêm hàm vân liền hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái điên rồi sao ngươi cái làm trưởng bối ngay trước lăng tu nguyên trước mặt dùng lời xem thường hậu bối làm gì khó trách mỗi ngày đợi trong nhà còn có thể bị phương cửu đỉnh cái này lâu không trở về nhà mãng phu áp một đầu phương cửu thiên sắc mặt khó coi lúc này mới ý thức được mình tại nghiêm hàm vân bị nhục nhã thời khắc tức giận lên đầu từ đó lỡ lời đang lúc hắn dự định nói cái gì nỗ lực ván hồi lúc phương tràn liền gật đầu nói đúng là như thế ta tổ sư nói qua lấy địa vị của ta lại ăn thấp hơn mười vạn linh thạch một lạng đồ ăn cũng là tại hướng trong mồm đổ rác trên thực tế, ta gần nhất ăn những thức ăn này, cũng chẳng ăn, giống như là Trọng Vân Phong gần nhất đưa tới linh trà. Cũng không quý, cũng liền 10 vạn linh thạch một lượng, ta đều chẳng muốn uống, trực tiếp ném cho ta cái này để phẩm huyết mạch thú sủng xúc miệng. Nhị thuốc nếu không tin mà nói, ta nhường hẳn lấy ra. Dực hung, dực hung vù một chút chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí năng lên lăng tu nguyên vừa mới cho hắn linh trà. Phương Trần cầm qua lá trà, mở ra ngậm miệng, một cô khiến người mừng rỡ, tâm thần sảng khoái hương trà chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ đình viện. Phương Cửu Thiên phương trần nói ra nhị thúc mẫu không biết người chuẩn bị trà có thể hay không cùng nhà ta thú sủng súc miệng nước so sánh trình độ như thế nào đối mặt như vậy liên tiếp nhục nhã nghiêm hàm vân trong lòng đã có muốn đem phương trần bóp chết xúc động nhưng nàng cuối cùng vẫn lộ ra cười lớn trong mắt hàm đạm lại lại dẫn vui mừng nói nhị thúc mẫu trà tự nhiên là không thể cùng trần nhi người đồ vật cùng so sánh có điều cái này đều không trọng yếu Dương Dục vui lớn lên, tự nhiên là hy vọng người nhất định muốn có so ta lợi hại hơn thành tử, nơi nào có thành long thành phượng hai tử lại so với phụ mẫu, con có trưởng bối kém đâu. Trần Nhi, nhị thúc mô có thể nhìn đến ngươi thành tựu hiện tại, ta thật vô cùng vì ngươi cao hứng. Nói xong, nghiêm hàm vân trong mắt chứa vui mừng lệ quang, tản ra nhu hỏa mẫu tính quang huy. Phần này khoan hoài, nhưng lăng tu nguyên cũng không khỏi làm kinh thán, thầm nghĩ. Khó trách cái này nghiêm hàm vân tu vi kém như vậy. Cả ngày suy nghĩ những thứ này phải diễn kỹ cùng tâm cơ, tu vi có thể cao đi nơi nào. Mà lúc này, Phương Trần lười biếng nói, vậy ngươi cao hứng quá sớm, sự thành tựu của ta xa không chỉ như vậy. Nghiêm hàm vân, trò chuyện không nổi nữa, năng gượng cười nói, lạ, là, sao, cái kia nhị thúc máu, rất chờ mong nhìn đến người khác thành tựu. Phương Trần gật đầu nói, tốt, vậy ngươi chờ đó cho ta, chúng ta chờ xem. Nghiêm hàm vân, năng nhịn không được nhìn thoáng qua lăng tu nguyên. Tổ sư, hắn dạng này, ngươi đều không điều tra một chút tinh thần của hắn tình huống sao. Một bê lôn tù đã theo khẩn trương tâm thần bất định biến thành ngốc trệ trần nhi tựa hồ rất có nàng thấy qua không ít ma tu đặc hữu điên cuồng mà lúc này phương cửu đỉnh cho phương trần một cái ánh mắt tán thưởng cũng truyền âm nói nhi tử làm được tốt phương gia chúng ta binh sĩ liền muốn như vậy nhanh mồm nhanh miệng phương trần hoàn toàn đánh giá đoán không được phương trần trả lời nghiêm hàm vân chỉ có thể cáo tử tổ sư xin lỗi chiếm dụng ngài không ít thời gian chúng ta bây giờ liền rời đi lăng tu nguyên thấy thế khẽ vuốt cầm mê mơ biết chiếm dụng thời gian của ta liền tốt đi nhanh điểm đi nghiêm hàm vân hả to miệng sau cùng rốt cục không cười được cúi đầu cùng phương cửu thiên quay người rời đi mà chờ nghiêm hàm vân sau khi rời đi phương trần đem dư khung linh trà tiện tay thu nhập chữ vật giới chỉ lưu lại dư khung lộ ra mặt mũi tràn đầy thống khổ. hắn quay đầu nhìn về phía lăng tu nguyên tổ sư ta tốt đi lăng tu nguyên khẽ gật đầu nhìn về phía ôn tú cùng phương cửu đình gọi các người lưu lại là có chuyện muốn cùng các người nói tổ sư ngài mời nói phương cửu đình ông quyền nói lăng tu nguyên nói ôn tú hiện tại đi nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Đêm mai ta sẽ vì ngươi bảo thai trong bụng rút ra ma khí. Nghe nói như thế, ôn tú trên mặt lộ ra kinh hỉ, bận bịu kích động nói: đa tạ tổ sư. Dù là nàng đã sớm biết lăng tu nguyên lần này đến đây là vì rút ra ma khí, nhưng thật biết rõ, nàng vẫn là làm nhảy cứng không thôi. Việc quan hệ hài tử tánh mạng, ôn tú mấy ngày nay ngày ngày công việc đang sợ cùng trong khủng hoảng, sợ lăng tu nguyên tìm không thấy phương pháp giải quyết. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, nàng tự nhiên là vui vô cùng. Sau đó, cửu đình. Lăng Tu Nguyên nhìn về phía Phương Cửu Đình, Phương Cửu Đình đồng dạng sắc mặt kích động, mang theo cảm ơn, không chút do dự khom lưng nói, "Tổ sư xin phân phó." Lăng Tu Nguyên nói, "Ngươi đem Phương ra phòng ngự đại trận mở, thật tốt duy trì, không thể có bất luận kẻ nào ra vào Phương phủ." "Đúng." Phương Cửu Đình gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, Lăng Tu Nguyên ôn thanh nói, "Được rồi, liền hai chuyện này, đều đi chuẩn bị đi, nhưng không cần quá khẩn trương, rút ra mà khí rất nhẹ nhàng biết không?" Hai người gật đầu, "Đúng." sau khi nói xong hai người nhìn về phía phương trần gặp tổ sư phân phó xong bọn họ tự nhiên là muốn cùng phương trần trò chuyện nhưng lăng tu nguyên ngăn chở hai người nói ra phương trần đi theo ta đi phòng ngươi phương trần gật đầu nói được phương cửu đình cùng ôn tú hai người chỉ được lộ ra mấy phần tiếc nuối bốn người một hổ sau khi tách ra phương trần phòng tại góc đông nam rơi có rất nhiều gian phòng cùng lăng tu nguyên đến nơi đây về sau lăng tu nguyên liền tìm gian phòng ốc nghỉ ngơi phương trần thì là đi đến gian phòng của mình Đi qua thời điểm, Dực Hung một mực tại nói, linh trả đưa ta, ta chỉ là cùng ngươi diễn xuất, ngươi sao có thể tịch thu đồ của ta? Ngươi không phải nói những vật này ngươi đều chán ăn sao? Phương Trần khoát tay, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta chỉ là thay ngươi bảo quản mà thôi. Hỗn đản, Dực Hung giận dữ. Lúc này, Phương Trần đi vào chính mình đình viện, mới phát hiện bên trong đứng đấy một đống người, có mời mấy cái gia đình thị nữ, còn có quản gia. Làm Phương Trần vào cửa về sau, mọi người lập tức vừa sợ vừa sợ hô, Trần thiếu tốt. Phương Trần thấy thế, khẽ gật đầu, các vị tốt, quản gia nói ra, Trần Thiếu, ta là Phương Minh, là Phương Phủ mới tới Minh quản gia. Lúc trước gia đình bởi vì làm ngán trong phủ công việc, cho nên đều rời đi. Bây giờ, gia chủ lệnh chúng ta tới chăm sóc ngài sinh hoạt hàng ngày. Ngài có nhu cầu gì, có thể cứ việc phân phó chúng ta. Hắn nhìn lấy Phương Trần, tâm lý tất cả đều là sợ hãi. Trên thực tế, Phương Trần trước đó hạ nhân, trong phủ cả ngày cho Phương Trần nhịn nọt, bồi Phương Trần sống phòng túng, còn mượn lấy Phương Trần danh nghĩa ức hiếp những người ở khác những người kia hoàn toàn cũng là trong phủ u ác tính nhưng là lúc trước có nghiêm hàm vân dung tùng tăng thêm phương trần bao che đám kia hạ nhân vẫn luôn sống được thật tốt đợi đến phương trần đi đạm nhiên tông về sau đám người kia mới bị triệt để sa thải mà bây giờ mỗi lần phương trần thật lâu về nhà một chuyến trong phủ liền phải phái một số mấy người tới hâu hạ hắn lần này đến phiên vừa tới phương minh hắn sao có thể không sợ Phương Trần Thân là Phương gia u ác tính tên tuổi, đem Phương Minh dọa cho phát sợ. Tuy nói, theo tin đồn, Phương Cửu Đình từng nhiều lần trong phủ nói Phương Trần trước đó hoàn khố sự tích là giả, kỳ thật Phương Trần là một thiên tài. Nhưng người nào tin à? Rốt cuộc, Phương Cửu Đình là Phương Trần cha, cũng không phải cha của bọn hắn. Loại trừ Phương Minh, còn lại hạ nhân đồng dạng sợ hãi, nguyên một đám cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng Phương Trần. Nhất là những thị nữ kia, tựa hồ sợ Phương Trần coi trọng các nàng một dạng, cố ý đem chính mình họa cực kỳ xấu. Nhưng không phải loại kia khoa trường xấu, mà chính là cẩn thận tinh xảo dùng son và phân phóng đại chính mình thiếu hụt, làm chính mình khó coi. Phương Trần khám phá đám người này bộ dáng, thở dài một hơi, mẹ nó, Phương Minh Hòa gia đình sợ hãi mình coi như hắn nhờ đến nguyên chủ trong trì nhớ cũng không còn đối cái kia nữ nhân dùng quá mạnh á đến mức đó sao hắn nói ra được minh quản gia ta đã biết các ngươi đều lui ra đi đúng phương thiếu mọi người sợ mất mặt gật đầu lúc này phương minh thấy được dược hung liền hỏi Phương Thiếu, vị này là trong phủ Mã Phu Phương Huệ, lúc trước nhập phủ chăm sóc thất ngựa, năng lực cực mạnh. Về sau, trong phủ lớn nhỏ yêu sủng đều bị nó chiều cố vô cùng tốt, ngài có thể cần đem ngài thú sủng giao cho nó chăm sóc. Nói chuyện, Phương Minh bên cạnh một cái áo xàm nón nhỏ, mặt mày thanh tú tuổi trẻ nhất thời thân thể run lên, trong lòng khẩn trương. Hắn cũng là Phương Huệ. Phương Minh nghe cửa phủ thị vệ nói, Phương Trần mang theo một cái không đừng đán người cùng một cái hắc bạch yêu hồ trở về. Cho nên, vì đem sự tình làm làm cho thỏa đáng, mới đem Phương Huệ mang đến, sinh sợ làm cho Phương Trần tâm lý không thoải mái. Bất quá, Phương Huệ liền tâm lý khổ, hắn là thật không muốn vì Phương Trần làm việc, nhưng hắn không có cách, hắn là mã phu bên trong năng lực kém nhất, tự nhiên muốn bị phải tới nơi này. Nhưng mã phu khác, kinh nghiệm đủ, đều muốn cho Phương gia những cường giả khác cùng trưởng lão chăm sóc linh sủng, không dành cho Phương Trần chăm sóc thú sủng. Bọn họ ngược lại không phải là sợ cho Phương Trần chiều cô cái thú sủng quá nhiều khó, Chủ yếu là bọn họ lo lắng vạn nhất những cái kia lợi hại mã phu đắc tội phương trần, bị phương trần đánh cho không xuống giường được làm sao xử lý, vậy liền sẽ ảnh hưởng người khác ngựa. Nhưng phương trần mang theo yêu sủng về nhà, bọn họ cũng không thể không suy nghĩ chu toàn. Cho nên, đi qua phương minh thận trọng cân nhắc về sau, quyết định đem kém nhất phương huệ phái ra. Mà mặt ngoài, bọn họ vẫn là đem phương huệ phụng làm phương gia thứ nhất mà phu, chỉ vì để cho phương trần mặt mũi không có trở ngại. Nghe được phương minh lời này, phương trần vốn muốn cự tuyệt, nhưng vào lúc này, trầm mặc thật lâu hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm đinh đến đến kiểm tra khí vận chi tử tồn tại kiểm tra hoàn tất khí vận chi tử phương huề phương trần nhất thở ngây ngẩn cả người nhà ta còn có khí vận chi tử một giây sau phương trần trước mặt kẻ hệ thống nói cái gì tâm lý sững sờ khả lắm vậy ta nhà đã còn có khí vận chi tử cái kia tu vi của hắn không phải là ba ngày một tiểu giai năm ngày một đại giai sao vậy ta sát toàn gia tốc độ không cũng hẳn là ba ngày một lần năm ngày một lớn lần sao làm sao hiện tại vẫn là cái này tốc độ cùi bắp phương trần đè xuống nghi ngờ trong lòng tiếp tục nghe hệ thống cả công việc hệ thống tiếp tục nói phương huề thuở nhỏ phụ mẫu đều mất bị phương gia thu dưỡng trở thành mã phu cũng dựa vào phương gia cho công pháp tu luyện đến trúc cơ bởi vì phương gia hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng tốt phúc lợi sùng túc phương huề dù cho thân là trong phủ kém nhất mã phu cũng có thể sống được rất tốt làm bên hắn cũng không lòng tiến thủ chỉ muốn an tĩnh sống hết một đời nhưng phương hoài kỳ thực là tiên giới tiên khí khí linh chuyển thế thiên phú cực giai chỉ là hắn cần một số nho nhỏ bức bách nhưng hắn minh bạch cả một đời làm nô là không có đường ra tự nhiên là sẽ quyết trí tự cường vì khích lệ phương hoài đi đến phi thăng trì lộ mời ký chủ hiện đem dược hung giao cho phương hoài chăm sóc đợi nó chăm sóc sai lầm khiến dược hung bất mãn lúc ký chủ có thể mượn cơ hội lấy cây giòi quát phương hoài mười mấy giới cũng vận dụng có thể ông nhiễm tiên khí độc lựu chi lực kích thích phương hoài nhưng hắn nhớ tới năm đỏ thân là tiên khí lúc là như thế nào bị tiên khí u ác tính làm cho muốn truyền thế trùng sinh tiến hành độc lập tu luyện trí nhớ dạng này mới có thể giúp lực nó đi đến tìm tiên phi thăng bảo hộ thế giới con đường vì để cho ký chủ có thể quát roi phương huệ hệ thống đều sẽ nhường ký chủ có đầy đủ kích thương phương huệ lại không đủ giết chết hắn tiên khí độc lựu chi lực nhưng ký chủ ông nhiễm ăn mòn phương huệ nói rất lời phương trần trong ngày mắt cảm giác thể nội nhiều một cô cực kỳ tối tam hố lạnh khí tức cô khí tức này cũng không cường đại chỉ có chút cơ kỳ cường đại nó vừa tiến vào đan điền liền bị thiên phẩm kim đan, hỏa sát vương, lôi kiếp chi lực dạ đến run lẩy bẩy, núp vào đan điền trong góc. Nhưng là, Phương Trần có thể rõ ràng cảm giác được, cố lực lượng này lại cực kỳ cường đại ông nghiệm ăn mòn pháp bảo năng lực. Đây chính là tiên khí độc lựu chi lực. Phương Trần, chính mình, đây là, biến thành ưu ác tính rồi. Có bệnh á, trước đó hệ thống, cho hỏa sát vương, thần tướng đạo cốt, loại nào không là đủ tốt. Hiện tại thế nào liền để cho mình thành ưu ác tính rồi? Hệ thống lông dê, làm sao càng ngày càng khó nhổ rồi? Phương Trần nhất thời trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là tận tình khuyên bảo nói. Hệ thống, ngươi cảm thấy trợ giúp Phương Huệ có thể dùng độc nhọt trợ giúp sao? Ngươi đến cho ta một cái tiên khí, nhưng Phương Huệ trực tiếp vào ở đi mới là vương đạo, dạng này hắn có thể chống cự giới kiếp, ngươi nói đúng hay không? Hệ thống giải thích nói, hệ thống vô cùng minh bạch ký chủ cũng muốn giết hết giới kiếp ý nghĩ, nhưng là Phương Huệ thoát ly tiên khí khí linh thân phận, chính là vì có thể tìm kiếm được con đường mới nếu là lại cho hắn một tôn tiên khí ngược lại là đem kiếp trước rằng buộc trả lại cho hắn chuyện này với hắn có hại ký chủ mai cho rằng hệ thống nói đến đúng không phương trần cái kia coi như không phải tiên khí ngươi có thể cho ta một bộ công pháp tỉ như cái gì tiên khí tu luyện quyết đây không phải càng tốt sao hệ thống đây đối với ký chủ không tốt ký chủ không cách nào tu luyện tiên khí tu luyện công pháp liền không cách nào truyền thụ cho phương huề phương trần nói cái kia muốn ấn người nói như vậy ta một người bình thường không thể tu luyện tiên khí công pháp cũng là không thể nào trở thành tiên khí u ác tính đó Ngươi cái này logic không tốt hệ thống nói ra mời ký chủ yên tâm hệ thống logic năng lực cực kỳ cao thâm mà tiên khí u ác tính kỳ thật cũng có thể là một người cho nên ký chủ cũng có thể nắm giữ độc lựa chi lực phương trần trầm mặc được rồi độc lợi chi lực cũng không phải vô dụng con có thể ăn mòn pháp bảo đúng không vậy sau này chính mình có thể ăn mòn người khác pháp bảo cũng không phải là không thể dùng Phương Trần tự an ủi mình về sau, lại hỏi, được rồi, chuyện này không so đo, còn có một việc, Phương Huệ là khí vận chi tử, hắn lại là người phương gia, cái kia tu vi của ta tốc độ, làm sao lại chậm như vậy đâu. Hệ thống hồi đáp, bởi vì Phương Huệ chỉ là họ Phương, lại không vào gia phả, không thể xem như người phương gia. Nếu là trong thiên hạ mỗi một cái họ phương người, đều là người phương gia mà nói, cái kia chưa mạnh danh tại mắt thầy ký chủ sát hại cả nhà thời điểm sẽ nhìn không đến. Phương Trần đại thụ rung động, thân mẹ hắn nhìn không đến. Phương Trần tại cảm thụ hệ thống mang đến cho mình nho nhỏ rung động sau đó, trong lòng suy nghĩ, trước đó chính mình còn bị không biết người ra sao mới tính người phương gia vấn đề quấy nhiễu, nhưng hiện trong lòng hắn đã có đáp án, hắn muốn đem người của toàn thế giới đều ghi vào gia phả bên trong, cũng không biết phương gia gia phả lớn bao nhiêu, trong đêm đem 100 ức ức nhân yêu ma tên viết vào cũng không có vấn đề á. À. Ê, được rồi, chứ không đem thiên ma ghi vào tới, không phải vậy mọi người trong nhà của ta đến có nhiều thất vọng. Phương Trần Lâm vào trầm tư, lập tức lại nghi đến, trọng trách không trọng lượng, khác mặc kệ trước tiên đến tổ sư cùng sư tôn ghi vào gia phả bên trong lại nói nhưng bọn hắn có thể đồng ý không nhất là sư tôn gia phả không thể đoạn chi trọng sinh hắn sẽ không phải nói ta đây là rác rủi gia phả không cho viết đi phương trần cùng hệ thống đối thoại cùng chuyển động suy nghĩ thời điểm tất cả mọi người đang trầm mặc bọn họ đang đợi phương trần phân phó dù cho phương trần ngây người tại chỗ bất động bọn họ cũng không dám có cái gì dị nghị sau cùng phương trần ngẩng đầu đem suy nghĩ thu hồi đối phương nói rõ nói mê mơ minh quản gia ngươi suy nghĩ chu toàn như vậy đi ngươi trước tiên đem phương hòe lưu lại những người khác rồi đi trước ta đơn độc cùng hắn nói một chút lời nói độc Lộ chi lực thân vì có thể ăn mòn tiên khí tồn tại tự nhiên có thể đầy đủ ăn mòn người khác phát bảo phương trần đối với năng lực này còn là muốn lợi dụng một chút nhưng hắn muốn khiến độc Lộ chi lực cường đại nhất định phải nhường phương hòe trở nên mạnh mẽ mới được rốt cuộc hệ thống yêu cầu là để cho mình lấy độc Lộ chi lực kích thích phương hòe phương hòe càng mạnh vì kích thích phương huề hệ thống cho trình mình độc lựu chi lực mới có thể càng mạnh phương trần lắc đầu thầm nghĩ lại là thói quen cũ mà tại phương trần nói rất lời về sau phương huề sắc mặt cứng đờ những người còn lại thì là lộ ra đồng tình phương minh ôm quyền nói vâng trần thiếu mọi người không dám phản kháng chỉ được vội vàng rời đi nhưng phương huề lưu lại phương trần gật đầu đưa mắt nhìn mọi người rời đi đợi bọn hắn sau khi rời đi phương huề hành lễ gượng cười nói trần trần thiếu phương trần đối với phương huề lộ ra hữu hảo nụ cười nói không cần cấu nệ, ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi thì kêu ta Trần Ca là được. Trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ, chính mình đến dùng phương thức gì nhưng Phương Hoài nỗ lực tu luyện. Đầu tiên, bài trừ hệ thống cho quất soi cùng độc lự thứ kích phương pháp. Hệ thống cho phương pháp đều là minh xác cấm lựa chọn. Tiếp theo, đối mặt một người 20 tuổi, từ nhỏ là mã phu, nhìn quen tình người ấm lạnh. Hiện tại chỉ muốn năm ngửa tên giả hoạt, không thể dùng đối đãi tuổi nhỏ phu thiếu, cho nên không có lịch duyệt lại vừa vặn nhận hết thức hiếp. Cực kỳ thiếu tình tiêu thanh như thế sốc nổi thăng lấy một số những phương pháp khác. Chợt, hắn hơi suy nghĩ, liền có hai cái ý nghĩ. Mà cùng lúc đó, phương ngoài bị phương trần cái này cười làm đến càng sợ hơn nghĩ thầm. Phương trần đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là giống như trước kia một dạng, một lần nữa thu một đám tiểu đệ sao? Hắn nuốt nước miếng một cái, cuối cùng không có dám phản kháng, nói. Trần ca tốt, hắn tự nhận chính mình chỉ là cái tiểu nhân vật. Phương trần nhờ hắn làm gì, liền làm cái đó đi. Môi, phương trần đi đến cái ghế bên cạnh ra hiệu đối phương ngồi xuống cho phương huệ cái mông ngồi vững vàng về sau liền nói ra phương huệ nếu như ta không nhìn lầm ngươi bây giờ là trúc cơ nhị phẩm đúng không phương huệ không chân tâm lấy lòng nói đúng chân ca ngài thật sự là hảo nhãn lực phương trần thấy thế cười cười nói ra ngươi cảm giác tại trong phương phủ sinh hoạt như thế nào phương huệ không chút do dự nói phi thường tốt hắn cái này là thật tâm từ nhỏ phụ mẫu đều mất đến phương gia về sau, lại có công pháp tu luyện, lại có tu hành quân lương có thể nhận lấy, mà lại phương gia còn đủ cường đại, không còn lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai. Cái này cùng hắn cuộc sống trước kia so sánh, tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phương ngoài mới có thể bắt đầu sinh tại phương phủ năm ngửa cả đời suy nghĩ. Phương Trần cười nói, cái kia đã như vậy, ngươi nhưng có tiếp tục cố gắng tu luyện ý nghĩ. Ta nhìn người tu luyện là phương gia chúng ta phát quyết phúc linh khu, này phát mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng không được thượng thừa ngươi nếu là có hứng thú tiếp tục tu luyện ta có thể vì ngươi đổi công pháp để ngươi bái nhập đạm nhiên tông phương hoài nghe vậy đầu tiên là xứng sờ cho đại não điên cuồng vận chuyển lời này là có ý gì để cho ta đi đạm nhiên tông tu luyện tốt như vậy cái này có bẫy đi nha ta đã hiểu cái này phương trần là đang thử thăm dò chính mình muốn là tự mình biểu lộ ra muốn thoát ly phương phủ thêm vào đạm nhiên tông suy nghĩ đừng nói thêm vào đạm nhiên tông chỉ sợ sau một khắc đều sẽ bị phương phủ người bài xích khu trục lại nói lui một bước nói phương trần cũng không phải là không có khả năng thật sự là hảo tâm muốn mang chính mình nhập tông nhưng loại này tương lai tràn ngập quá nhiều không biết khả năng quá bất ổn định suy đi nghĩ lại từ nhỏ cô nhi xuất thân em ngại nguy hiểm phương hoài cảm thấy vẫn là ở tại phương phủ tương đối tốt an ổn đáng tiên ý niệm tới đây phương hoài lập tức nói ra trần ca hảo ý phương hoài tâm lính nhưng kỳ thật đạm nhiên tông tôn quý như thế là trần ca ngài mấy địa phương có thể đi ta như thế nào lại có tư cách này đâu mà lại ta sao có thể vì mình liền bỏ xuống phương phủ huynh đệ tỷ muội đâu thiếu đi ta bọn họ phục vụ lão gia phu nhân còn có trần ca ngài thời điểm tất nhiên sẽ bỏ tay bỏ chân ta nhất định phải trợ giúp bọn họ cái này vừa nói phương trần ánh mắt nhất tổng chợt cười một tiếng phương phủ thiếu đi một mình ngươi cũng sẽ không như thế nào lại nói ngươi đi đạm nhiên tông tu luyện trở nên mạnh mẽ về sau trở lại phương phủ chỉ để nhập chúng ta phương phủ gia phả trở thành người nhà của ta chẳng phải là càng tốt hơn phương huề phương trần lại nói là mã phu, không có cái gì tiền đồ. Phương Huệ, có Trần ca ngài ở phương gia, tiền đồ tất nhiên là huy hoàng. Phương Trần khoát tay, không còn dạng này giọt nước không lọt, ta là cùng ngươi thổ lộ tâm tình. Ha ha, ta cũng là phát ra từ nội tâm. Phương Huệ cười khan một tiếng, chợt nói, Trần ca, ta biết, tại đạm nhiên tông tu luyện cố nhiên vô cùng tốt, cũng có thể báo lại phương phủ, ta cũng vô cùng muốn đi. Nhưng, có câu nói là vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài, ta một giới nho nhỏ mã phu, năng lực kỳ thật đều tại vào một thân dưỡng thú thuật. Nếu ta thân là phương phủ thứ nhất mã phu, lại đi đạm nhiên tông tu luyện, chẳng phải là lãng phí ta một thân thiên phú. Phương Trần nhíu mày, ngươi liền chán ghét như vậy tu luyện sao? Đồng thời, hắn thầm nghĩ, con hàng này thực có can đảm nói. Hệ thống mới nói ngươi là trong phủ kém cỏi nhất mã phu, ngươi làm ra vẻ đâu? Phương Huệ trong lòng biết không thể một mực chống đối Phương Trần, vội vàng nói. Kỳ thật, Chân ca, ta không phải kháng cự tu luyện, ta chỉ là không muốn rời đi phương phủ. Rốt cuộc trong tộc rất nhiều trưởng lão thú sủng đều cùng ta quan hệ cực dai ta như đi, bọn họ sợ rằng sẽ không thói quen. Phương Trần chẳng mắt hơi hít, kỳ thật, ta có thể cho các trưởng lão khác đen thú sủng đưa đến đạm niên tông cho người dưỡng. Phương Hoài ánh mắt lấp lóe, tỉnh táo ứng đối, cái kia đến lãng phí bao nhiêu sức người sức của, những thứ này kỳ thật đều là Trần thiếu ngài lên làm gia chủ sau công nghiệp, không thể làm ta một cái nho nhỏ mã phu mà trắng trắng tiêu hao à? Phương Trần nhíu mày cho nên người là quyết tâm cự tuyệt ta sao gặp phương trần có bão nổi dấu vết phương hoài lập tức quỳ xuống liền xưng hô đều thẳng tiết sửa lại tiểu nhân không dám tiểu nhân chỉ là cảm niệm phương phủ lão gia phu nhân chân thiếu đối tiểu nhân tốt chỉ muốn hồi báo phương phủ cái không thoát ly phương phủ lại tìm hắn đường ý nghĩ nhưng hắn tuy nhiên khủng hoảng tâm lý lại càng phát ra chắc chắn chính mình cự tuyệt phương trần là đúng cái này đã miên tông đi không được sự tình ra khác thường tất có yêu mà lúc này phương trần thở dài một tiếng Thôi thôi, vậy người trước lên, ta không buộc người. Đúng, Phương Hoài đứng dậy, sau đó Phương Trần Lâm vào trầm mặc. Phương Hoài thấy thế, mừng thầm trong lòng. Xem ra, chính mình tuy nhiên miệng lưỡi vụng về, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào ngôn từ tránh thoát một kiếp. Phương Trần cũng không dự định cưỡng ép mang chính mình đi đạm nhiên tông. Nhưng vào lúc này, Phương Trần đột nhiên nói, Thôi được, ngươi không đến liền ra không đi. Nhưng là, ngươi vừa mới cũng đã nói, ngươi không ghét tù luyện, chỉ là không muốn rời đi Phương Phủ mà thôi, đúng không? Phương Hoài gật đầu nói, Đúng, Phương Trần nghe được hắn gật đầu, rốt cục lộ ra nụ cười, nghi thoáng cửa sổ, trước mang giá nóc nhà, của nhiên là hữu dụng. Lô Tuấn tiên sinh, thật không lừa ta. Chợt, Phương Trần lời nói thầm thì nói, Phương Huệ, người biết không? Trên thực tế, ta sở dĩ đơn độc lưu ngươi xuống tới là bởi vì ta nhìn ra thiên phú của ngươi. Thiên phú của ngươi cực dài, mảy may không dưới ta. Phương Hoài xứng sờ, thiên phú không ở đây ngươi chi. Phía dưới, ngươi xác định ngươi luyện khí tam phẩm thật có thể xem hiểu ta thiên phú sao. Vô ngoài bộ dáng này, Phương Trần cười khẽ, lập tức thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cố kim đan kỳ khí thế, cho thu hồi thể nội. Phương Huệ trong né mắt đồng tử co rụt lại, quá sợ hãi. Cái này, khi thế kia, tại sao cùng nơi minh quản ra một dạng? Nói như vậy, Phương Trần là kim đan kỳ tu vi sao? Cái này, Phương Hoài bị hù dọa. Hắn không nghĩ tới Phương Trần vậy mà như thế cường đại. Hắn vẫn cho là Phương Trần vẫn là cái kia luyện khí tam phẩm hoàn khố mà thôi. Phương Hoài trong lòng thất kinh nói như vậy mấy ngày trước đây trong phủ bí mật lưu truyền sự tình, nói phương trần những năm này đều là ngụy trang thành phế vật kỳ thật cũng là vì tránh cho bị người mưu hại kỳ thật đều là thật cái kia chân thiếu những năm này kỳ thật đều tại ẩn nhẫn cùng ngụy trang một cái đại thiếu gia đều cần ẩn nhẫn đây là vì cái gì chẳng lẽ là hung hiểm bạn phần gia tộc quyền đấu vẫn là bị gia chủ cùng phu nhân kẻ thù để mắt tới rồi hoặc là nói thiên ma cung hoán loại này người đi đạm niên tông lăn lộn chẳng phải là nguy hiểm hơn không được không được nói cái gì cũng không thể đi đạm niên tông Lúc này Phương Huệ đã sớm không nghĩ để ý tới Phương Trần đến cùng là người tốt hay là người xấu. Hắn chỉ biết là Phương Trần khẳng định rất nguy hiểm, không thể tới gần. Nhìn lấy Phương Huệ mồ hôi lạnh dày đặc, quá sợ hãi khuôn mặt, Phương Trần mỉm cười. Hắn tiếp tục nói, ta nhìn ra thiên phú của ngươi, cho nên không nghĩ lãng phí Phương Phủ mỗi một vị thiên tài. Có điều, ngươi đã lòng đăng Phương Phủ, không muốn đi đạm nhiên tông, ta cũng sẽ không ép bách ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, ngươi tại Phương Phủ, nhất định muốn ngày ngày tu luyện, liên quan tới tu hành tài nguyên, ta sẽ trực tiếp cho ngươi nếu là ngươi có lãng phí thiên phú của ngươi dấu hiệu ta nói cái gì cũng sẽ dẫn ngươi đi đạm miên tông biết không phương hoài gấp vội vàng gật đầu đúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện tại phương phủ phát sáng phát nhiệt một bên bảo dưỡng linh sủng một bên chăm chỉ tu luyện hẳn sau lưng đều bị mồ hôi lạnh dính ướt chỉ cần không cuốn vào phương trần sự tình bên trong nói cái gì đều được nhìn phương hoài đồng ý phương trần khẽ gật đầu lập tức lấy ra tu hành tài nguyên giao cho phương hoài phương hoài không dám đảm đương lấy phương trần mà kiểm kê trực tiếp nhận lấy ngươi đi tu luyện đi Phương Trần lại cười nói, đúng, Phương Hoài vội vàng rời đi, thời điểm ra đi, hắn còn nhìn Dực Hùng liếc một chút. Thân là Mã Phu, hắn cảm thấy mình thỏa đáng phương pháp hẳn là lúc gần đi hỏi một chút Phương Trần, chính mình muốn hay không trợ thủ chăm sóc Dược Hùng. Nhưng, vạn nhất Dược Hùng bị hắn chăm sóc rất khá, Phương Trần lại muốn đem chính mình mang đi làm sao xử lý, vẫn là không hỏi được rồi. Cho rời đi Phương Trần phủ đệ về sau, Phương Hoài mới mở ra chữ vật giới chỉ, kết quả xem xét, ánh mắt của hắn nhất thời sợ ngây người. Làm sao nhiều như vậy đồ tốt? Nhìn lấy Phương Hoài đi xa, Phương Trần mỉm cười. Hắn kỳ thật chuẩn bị hai cái phương pháp, nhưng Phương Hoài tu luyện. Một cái ngay tại lúc này loại lời này xem thường, nhưng hắn có thể thuận lý thành chứng thúc giục Phương Hoài tu luyện. Một cái khác, cũng là dùng kiên tâm vô thượng thôn ma thuật. Thiên ma am hiểu chế tạo huyễn cảnh, Phương Trần tại thôn vệ thiên ma hậu, tự nhiên cũng nắm giữ loại này lực lượng. Bất quá, bởi vì thôn ma về sau, hắn đều không gặp phải cái gì đối thủ, cho nên loại năng lực này hắn đến bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Hắn nghĩ là, nếu như ngôn ngữ xem thường bị Phương Hoài tránh thoát, vậy hắn liền dùng huyễn cảnh nếm thử cho phương hòe loại cái kế tiếp ta muốn không không bảy tu luyện suy nghĩ lấy tu vi của hắn áp chế phương hòe vẫn là không có vấn đề bất quá trước mắt xem ra tạm thời không cần nhưng nhiều phương trần có chút tiếc nuối là hệ thống giống như lại thông minh trước kia tiêu thanh thần tướng khải chính mình chỉ cần ném cho hắn ăn nhóm hệ thống lập tức liền có thể vì chính mình rút ra tương lai tu vi nhìn thấy hiệu quả nhưng độc lự chi lực không giống nhau phương hòe tu vi không chân thật tăng trưởng chính mình độc lự chi lực liền không tăng trưởng cái này thật sự là quá chó tốt dực hung đi về nghỉ ngơi đi phương trần phủi mông một cái đứng dậy một mực không lên tiếng dực hung gặp bọn họ đều đi rốt cục có thể cắn răng nghiến lợi mở miệng đưa ta trà phương trần đem lá trà ném còn cho dực hung về sau liền vào gian phòng mà dực hung thì là tại cửa ra và chính mình ngâm uống đẩy cửa phòng ra về sau phương trần cảm giác một cỗ nồng đậm mãnh liệt linh lực đập vào mặt quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc phương trần đứng ở trong phòng lắc đầu Tại nguyên chủ trong chỉ nhớ, hắn có thể biết được gian phòng của mình là phương gia tối đỉnh cấp phòng tu luyện. Đây là ôn tú cùng phương cửu đình vì phương trần chuẩn bị. Lúc trước bọn họ truyền đến mạnh lệnh, nhưng gia tộc vì phương trần dựng cái này người tu luyện thất thời điểm. Trong tộc có không ít người bất mãn, cho rằng lượng lớn tài nguyên sao có thể lãng phí ở phương trần trên thân. Nhưng theo thiên ma chiến trường cấp trở về ôn tú dựa vào thiên ma thi thể cùng một cây nhiều máu trường thương, thành công làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại. Bất quá, dù cho có cái này người tu luyện thất, phương trần thiên phú cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Phương Trần nhìn lấy cái này người tu luyện thất, thở dài một hơi, quay người lại đi ra ngoài. Hắn cảm thấy mình không có la ra cái kia tiếng cha mẹ, vẫn là đương hưởng dùng người ta nguyên chủ có tư nguyên. Tuy nói, chính mình đợi tại trong phòng tu luyện, khẳng định cũng không hấp thu được bao nhiêu linh khí, không tính là hưởng dụng, nhưng Phương Trần bao nhiêu tâm lý có chút khó chịu. Hắn đang nghe xong lăng tu nguyên mà nói về sau, vốn định đóng vai một đứa con trai tốt. Nhưng nhìn lấy ôn tú cùng Phương Cửu Đình liền đứng ở trước mặt mình lúc, cô kia cha cùng mẹ giống như là kẹt tại giữa cổ họng một dạng nôn cũng nhà không ra đi hắn không biết là nguyên chủ trì nhớ ảnh hưởng quá sâu còn là tự mình vốn là làm không được dù sao hắn vẫn là rất kháng cự vẫn là diễn không được nghi tử á công phu này không bằng trương thiên hôm nào hướng hắn thỉnh giá một chút phương trần cảm khái lập tức đi ra phòng tu luyện lên thấy một đống lão hồ trình nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ tự ở hồ nước bên cạnh đang uống trà lượn lờ hương trà trắng nhộm đen da trắng lông phối hợp nước hồ sắc phảng phất một chương bành trướng tranh thủy mặc Dược khung lo lắng cho mình linh trà quay đầu lại được bị phương trần mượn gió bẻ măng tranh thủ thời gian trước uống vài chén sờ mùng sớm hưởng thụ lại nói phương trần tê đòi đạo người vẫn rất hưởng thụ Dược khung vui mừng tự nhạc giống nhau giống nhau cũng liền xúc miệng mùi vị của nước người có muốn hay không đến một ly ta có thể cho ngươi một ly mời uống trà nhưng chỉ có thể một ly không thể nhiều à phương trần gặp hắn phách lối bộ dáng nhất thời vui vẻ Lên một ly ngươi thật điên á cẩn thận ta đem người lá trà dương dực khung lập tức khiêng ra cứu binh đây là tổ sư không phải ta ha ha phương trần thần sắc bất thiện cười lạnh đúng lúc này tư lưu dược hung ngon lành là nâng lên hổ trưởng lại uống một ngụm về sau bỗng nhiên trong cơ thể hắn chuyển đến một cố cực kỳ mãnh liệt ba động theo sát lấy dược hung sững sờ lầm bầm nói phương trần ta giống như muốn kết đan soạt mênh mông lực lượng chỉ một thoáng sông thẳng lên trời kinh động đến cả tòa phương phủ ta dựa vào làm sao đột nhiên như vậy phương trần cả kinh nói Người chuyện này cũng quá bất hợp lý, cái này tốc độ đột phá đều nhanh bắt kịp ta một phần mười. Dược hung, bất quá, nói tới nói lui, Phương Trần vẫn là rất lo lắng dược hung, hắn rốt cuộc so ra kém chính mình chỉ có thể đột phá năng lực. Cho nên, hắn vội vàng móc ra trước đó tại thương long sơn mạch yêu lang cái kia bên trong đạt được yêu đan của đưa cho dược hung. Dược hung tiếp nhận yêu đan của, lập tức nuốt vào trong bụng, tăng lên kết đan xác suất thành công. Mà cùng lúc đó, trong phủ cường giả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Phương Trần Sân Này khí tức, là kết đan đây là phương trần thú sủng chủ này bộc làm sao một cái đức tính á đều cố ý kim nén về nhà đột phá đúng không đang kinh động phương phủ thời điểm dực hung đỉnh đầu mừng kết một cái linh lực cực lớn vòng xoáy vô số đạo nên mảnh vỡ theo dực hung trên đỉnh đầu bay ra rơi vào linh lực trong nước xoáy một viên kim đan hình thức ban đầu chậm rãi hiện lên coi hình thái màu sắc liền biết dực hung mừng kết đi ra cũng là thiên phẩm kim đan hưu sự hung thân là có thể tại thủ lao nằm thi mấy năm, cũng trở thành trúc cơ đế phẩm huyết mạch, nó đột phá năng lực vẫn là vô cùng đỉnh phong. Trận này đột phá vô kinh vô hiểm, nhất là tăng thêm đề cao ngưng kết kim đàn xác xuất thành công yêu đan của, càng làm cho ngoài ý muốn phát sinh tỷ lệ hạ xuống thấp nhất. Đột phá sau khi kết thúc, Dư không hướng về lang tu nguyên phương hướng đầu tiên là cung kính lập đứng người dậy, dùng hồ trưởng dán vào, linh hoạt thuần thục đi một cái lễ, cũng lớn tiếng nói: "Đa tạ lăng tổ sư." Lần này đột phá, hoàn toàn dựa vào lăng tu nguyên linh trà, hắn tự nhiên được thật tốt cùng người nói cảm ơn. Mà lại, hắn cũng biết, lăng tu nguyên khẳng định đang chú ý bên này. Lăng tu nguyên tiếng cười khẽ truyền đến, không cần, đây là người nên được. Dực hung nghe vậy, hết sức cao hứng, mà một bên phương trần, lộ ra thần sắc hầm mộ. Không trách dực hung không muốn chơi mạnh mạo hiểm, chỉ muốn mỗi ngày nằm ngửa. Loại thiên tư này, đặc tài nguyên, có thể trở nên mạnh mẽ, thật sự là không cần thiết khắp nơi đi mạo hiểm, chỉ cần tìm chỗ dựa mỗi ngày đầu tư là được rồi. Sau đó, Phương Trần cùng Dược Hung liền tại đình viện tĩnh tọa tu luyện, thẳng đến ngày thứ hai sắc trời. Đến ngày thứ hai, Nghiêm Hàm Vân kém người tới, muốn mời Phương Trần đi nàng tiểu viện ăn điểm tâm, nhưng Phương Trần cự tuyệt. Cái này khiến Nghiêm Hàm Vân rất đau đầu. Phương Trần đến tổ cùng là như thế nào làm đến nhanh như vậy dứt bỏ nàng chỗ vất vả bồi dưỡng thân tình. Làm sao liền mới đi theo ăn điểm nhọn tâm đều không được, liền mặt đều không đụng được lời nói. Nghiêm Hàm Vân một lời chuẩn bị xong lý do thoái thác, đều không có cách nào nói cho Phương Trần nghe. Mà giờ khắc này Phương Trần thì là nghĩ đến đi tìm lăng tù nguyên, nhưng hắn giúp mình nhìn một chút những cái kia hóa thần cho mình những vật khác. Có yêu tổ chứng cái này giáo huấn về sau, hắn đối đám người kia miêu tả một mực không tin. Bao quát cái kia muốn tìm một cái người phương gia khóa cầu trọng thiên cương tọa, cũng có thể thôi tình diễn sắc ngọc. những thứ này đều bị lăng tổ sư giúp đỡ nhìn xem. Trọng yếu nhất còn có một việc Phương Trần muốn biết, chính mình độ ách thần binh có thể hay không dùng tại nơi chỉ riêng dự trên thân. Nếu như có thể mà nói, cái kia tu vi của hắn tốc độ đột phá đều sẽ tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Đáng tiếc, Lăng Tu Nguyên nói muốn điều tức, lấy chuẩn bị ứng đối tách rời chưa mạnh danh tiên thiên linh thai bên trong ma khí. Thay thế, Phương Trần chỉ có thể trước thu hồi suy nghĩ, quay đầu hỏi nữa. Mà đang chờ đợi buổi tối Lăng Tu Nguyên rút ra ma khí thời điểm, Phương Trần cũng không có nhàn rội, hắn đi chuyến Phương gia tiểu từ đường. Tại Phương gia, có hai tòa từ đường. Một tòa là dân hương lễ bái, phụng hiến cơm canh tổ chức tế tự lễ nghi đại từ đường. Tòa kia đại từ đường tại nguy thành ngoại ông, chiếm diện tích cực lớn. Lúc trước, ông Tú cũng là thừa dịp nghiêm hàm vân nói muốn đi từ đường cho phương trần cầu nguyện thời điểm, tại ngoại ông chế tạo một cái bẫy dập, nhưng nghiêm hàm vân chịu nhiều đau khổ. Bất quá, tòa kia đại từ đường chỉ dùng tại tế tự, cũng vô tồn thả quá nặng bao nhiêu muốn đồ vật. Mà mặt khác một tòa tiểu từ đường thì là tại nguy thành phương phủ bên trong. Nơi này, liền để đó rất nhiều thứ, thí dụ như các giữ tiền bối hài cốt tổ linh các. Cái này cũng đạm nhiên tông công pháp các một dạng là lấy không gian thuật pháp sự mà ra mặt khác còn có tiền bồi lưu lại pháp bảo trọng yêu tín vật viết cùng gia tộc di thư các loại đây đều là bọn họ tới qua dấu vết phương gia tự nhiên muốn thích đáng bảo tồn cho nên bọn họ không dám đặt ở đại tư đường kia sợ bị hủy bên mà phương trần đến tiểu tư đường mục đích tự nhiên là phương gia tộc phổ hắn dự định đến hỏi một chút tiến vào phương gia tộc phổ quy củ là cái gì Trước mắt thực lực của hắn còn không có mạnh đến muốn làm gì thì làm, có thể không nhìn những người khác cảm thụ, đem tất cả mọi người ghi vào gia phả trình độ, cho nên hắn đến theo quy củ tới. Phương Trần vừa đến tiểu từ đường về sau, liền nhìn về phía một bên từ đường bích họa lên, phía trên tràn ngập kỹ càng lễ nghi quy củ. Hắn nghiêm túc học được một chút, liền bắt đầu đối với Phương gia tiền bồi linh vị bài điểm hương quỳ bái, cũng tại trong lòng mặc niệm, không có ý tứ, vãn bồi cũng là vì cứu vãn thế giới, khi nhận gia phả của thật hành động bất đắc sĩ, cũng không phải là có ý. Tuy nói, chính mình đời trước là cái người chủ nghĩa di vật, không tin quỷ thần, nhưng là, cái thế giới này chủ nghĩa di vật có chút cao cấp, hết lần này tới lần khác còn thật có quỷ thần. Mà mình bây giờ còn cả ngày nghĩ đến sát toàn gia sát toàn gia, về tinh về lý, không tế bái một chút, không còn gì để nói. Phương Trần, ngươi thật đúng là hiếu thuận à. Lúc này, một đạo già nô cười sang sảng tiếng từ phía sau vang lên. Phương Trần đứng dậy nhìn lại, phát hiện là một lão giả. Chỉ nhờ nói với chính mình, đây là phương gia đại trưởng lão, phương thương hải phương thương hải tới từ đường phát hiện phương trần thế mà nghiêm túc tế bái về sau trong nội tâm nhất thời càng thêm hài lòng thế hệ trẻ tuổi hiếm có coi trọng tế tự lễ nghi phương trần như thế thiên tư vẫn còn có thể một mực cung kính làm đủ lễ nghi đúng là không dễ liên hướng về phía điểm này phương trần cũng đủ để gánh đến lên một cái hiếu từ hiền tôn danh tiếng đại trưởng lão phương trần đứng dậy cung kính hành lễ phương thương hải tiến lên sốt ruột đỡ lấy phương trần người ta không cần đa lễ người lần này tới từ đường có thể là có chuyện Nghe nhiều Phương Cửu Đình mấy ngày liên tiếp ngôn ngữ về sau, Phương Thương Hải hiện tại đối nhìn như hoàn khố, kỳ thực đôn hậu thiên kêu Phương Trần thế nhưng là nhiệt tình cực kỳ. Phương Trần vội ho một tiếng, cười nói, đúng, đại trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, ra phả sự tình. Phương Thương Hải vung tay lên nói, chuyện gì, ngươi cứ hỏi, Phương Trần gió hỏi, đúng đấy, ta muốn biết, nếu không phải là chúng ta người Phương gia, muốn đi vào gia phả mà nói, cần muốn điều kiện ra sao. Nghe vậy, Phương Thương Hải trầm ngâm lập tức nói, cái này phương thức đơn giản nhất, tự nhiên là hôn phối nhập vào phương gia ta nữ tử hoặc ở rể nam tử đều có thể đi vào gia phả phương trần nghe vậy trong lòng khẽ động nói như vậy đến không được chiêu một nhóm lớn phương gia nàng dâu cùng phương gia người ở rể tiến đến nhưng phương hoài tới làm phương gia người ở rể ân không phải không đi phương trần trong lòng suy nghĩ chuyển động lúc phương thương hải tiếp tục nói mặt khác phương gia ta nữ tử dù cho xuất giá tên cũng không cần rời ra gia phả ghi cho người khác gia phả bên trong theo phương gia chúng ta là thần tướng thế gia chiến công hiển hách không có gia tộc nào có thể nhận phương gia chúng ta như nữa tên. Nói lời này lúc, phương thương hải lộ ra vẻ ngạo nhiên. Đây chính là phương gia vinh diệu. Hắn cũng muốn nhường phương trần cùng có thực sự tự hào. Phương trần đúng lúc đó sợ hãi than nói, phương gia chúng ta của nhiên là lợi hại. Đồng thời, trong lòng của hắn khen ngợi phương gia cái quy củ này, không để cho thu hút nhân tài nước ngoài. Phương thương hải cười sang sảng nói, ha ha, xác thực. Phương trần hỏi, vậy nếu như không cần hôn phối mà nói, muốn vào cái này ra phả, cần gì điều kiện? Phương Thương Hải tiếp tục ngạo mẽ nói, rất đơn giản làm ra chắc tuyệt cống hiến là được nếu để cho phương gia lập xuống công lao hãn mã tự nhiên có tư cách tiến vào gia phả đối họ phương đến mới tên cũng có phương gia tiên linh che chở giống như là có mấy vị phản hư kỳ khách khanh trưởng lão cũng bởi vì đã từng lập xuống công lao vào phương gia ta gia phả nghe nói như thế phương trần trầm mặc một chút thay tên đổi họ, lăng tu nguyên cùng sư tôn có thể đồng ý loại chuyện này sao phương tu nguyên phương phục phương trần suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình cho hết chứng